Trong ơi, quay lại cái mảng phân cụ binh nhá. Hôm nay thì đầu tiên thì mọi người vào xem thì comment chào nhau một tiếng nha mọi người. Chấm phẩy alo hello alo ala gì đó tùy mọi người để biết ai đang xem thôi nha mọi người. Rồi tiếp theo thì rất là cảm ơn những cái like và đăng ký của mọi người ủng hộ kênh trong thời gian qua. Hôm nay mình có tiếp theo thì hôm nay mình có một đống số máy như thế này giới thiệu tới mọi người. Mọi người thích con nào thì chọn con đó mua ủng hộ mình nhá. Đầu tiên là mình chơi hết mấy con banana đi nhá. Qua hết mấy con banana trước đây. Đây, đầu tiên có con này banana 7543. Con này là không chổi thán nha mọi người, không chổi thán nha. Đó, con này sản xuất ở Nhật, 14.4 V. Ngoài hình thì như vậy, đầu thì cứng không rơ. Đầu cứng không rỡ nha. Ngoài hình thì như mình quay ở đây. Rồi, mình tranh thủ đi nhánh nha mọi người. Đều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Bật đèn, tắt đèn. Bát thủ lên dầm. Máy êm nha. Số 1 thân máy 900. Một thân máy 900. Rồi, hai. Con này là Panasonic EZ7441. Ngoài hình thì là như mình đang quay đây. 7441 thì nó nhà máy sản xuất ở Trung Quốc chứ không phải Nhật nha mọi người. Đó. Được chưa? Đầu kẹp 13 lý nha mọi người. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Nhanh chậm này. Đó, đầu rất là nhẹ nhá. Đầu kẹp 13 lý auto lock nhá. Đầu nhẹ nha mọi người. Rồi, con này là con số 2, thân máy 600. Hai. Thân máy 600. Ba. Ba con này cũng là Panasonic EZ 7441, nhưng mà con này thì mới đẹp hơn. Con này ngoài hình đẹp hơn. Đó. Con này thì nhưng mà con này thì cái đầu bên thái đây này, bên thái cái đầu này mới hơn, đẹp hơn. Đầu này đầu cũng là đầu kẹp 13 giây auto lock. Đầu này đẹp hơn. Đó. Cũng là đầu kẹp 13 giây auto lock nha mọi người. Đầu này là đầu dính của Pana nha, không phải đầu tàu lao, đầu chờ đấy nha. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Nó cũng rất là hài hòa với cái máy này. Đây. Đó. Rồi ok, con này cũng thân máy vỏ pin 600 nha mọi người. Tại vì con này á, là đợt trước rồi sao nhỉ? Thì khi về á, là cái thân máy rất là đẹp nhưng mà cái đầu của nó bị cứng ở đây. Đầu cũng đẹp nhưng bị cứng mà mình không có gõ ra được, cũng không mình thấy cái đầu này. Đầu này cũng là đầu đẹp, đầu này của 7440. 7440 là sản xuất ở Nhật, con này sản xuất nhà máy ở Trung Quốc. Số 3. Thân máy 600. Được chưa? Cũng có đầu dính trong phải đầu lỗ đâu. Nói chung là bình thì phụ kiện cũng có đồ dính thôi chứ không có đồ đâu. Rồi con này Panasonic EZ7542. Đầu màu vàng đẹp chưa này. Đầu này thì hơi nhích không rớ đâu nha mọi người, hơi nhích thôi. Đó. Con này là multi bản vịt trượt này, rồi bản vịt búa này. Con này bản vịt trượt này là cả chế độ khoán này nha mọi người. Điều tốc thẳng ok.
đảo chiều. Ok, đây, ok luôn. Được chưa? Con này thì là con này hình như sản xuất ở Nhật chứ sao á, cái tên mà Baby Mer rồi. Thường thường con này sản xuất ở Nhật. Cái móc của nó cũng màu vàng này, cái chữ cũng màu vàng này. Rất là đẹp. Con này con số 4. Thân máy. Banana này giờ toàn thân máy thôi, không có vỏ pin nha mọi người. Vỏ pin thì chắc mọi người cũng nhiều rồi. À, 4. Hầu như ai chơi Banana thì cũng đã có sẵn pin rồi. 600 thân máy. Rồi, tiếp con nào thuộc Banana này nha. Đây. Con này cũng thuộc Banana. Con này thì bình chưa vệ sinh. À, 6504. À, 6506. 6506 là nhỏ gọn và tua nhanh nhất đời Nati 12V. Được chưa? Made in Japan, con này sản xuất ở Nhật. Đầu thì hơi nhít thôi chứ không ra. Được chưa? Con này bình chưa vệ sinh. Thân máy, vỏ bình. Dừng dự âm trình. Máy điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok luôn. Máy con này là tua nhánh nha mọi người. Dòng này dòng tua nhánh bật tốn rất là sướng. Cái vỏ pin này mình nghe được cột trong đấy, không biết là người ta đã đóng pin hay chưa, mình cũng không rõ nữa. Nhật thì nó cũng nhiều trò lắm. Con này con số mấy rồi nhỉ? 5. 1 2 3 4 5. Thân máy vào pin 500 nha mọi người. À 400 mình nhầm. Thân máy vào pin 400, 4.5 nha. Rồi, tiếp Nati có con này. Ba này ngon này. À ba này cũng giống ba này. Cũng là multi 12V 6505. Đó, chữ 6505 nó in chim trên nhựa đấy nha mọi người. 6505 12V Nati. Máy con rất là đẹp. Đầu cứng ngắc lên nha mọi người, đầu cứng ngắc lên nha. Được chưa? Nhẹ nha mọi người. Ngon. Rồi, để mình kẹp thử nó. Chu xe máy êm. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Này có cái đầu rất là mới này. Được chưa? Đầu cứng ngắc thôi. Thân máy vỏ pin 550 nha mọi người. Con số 6. 6 thân máy vỏ pin 550. Nati còn một em này nữa. Anh này bê tông Nati 24V Hammer RUE6811. Con này có speed control, có nghĩa là hình như có điều tốc thì vậy. Speed control là có điều tốc. Rồi để mình test nó. Đây. Đây người ta có bắt con vịt chém ở đây để giữ cái này này. Rồi, nó ở như thế này. Như thế này thì âm dưới trên. Âm dưới dương trên. Những con mà không có điều tốc á, thường thường mọi người không quan trọng đến dương, những con này là có điều tốc nha mọi người. Đây chế độ búa này. Được chưa? Đây chế độ khoan này. Mọi người nghe vậy nhưng mà không phải là nhóng nó hứ đâu nha. Đó, mọi người nghe từ nhóng, nhóng với chế độ khoan thì êm này. Chế độ búa này. Đó. Mọi người phải con này bùa hơi nó có kia ở trong nhóm của nó, nó có kia tấm chắn, khi mọi người bỏ kia mũi khoan vào nhấn vào thì nó mới có bùa nha mọi người.
À, để mình thử bỏ cái mũi khoan nhấn vào cho mọi người nghe tiếng bố của nó nhé. Đây, nhân đây mình cũng hướng dẫn mọi người bỏ mũi khoan của cái máy này này. Đấy, mọi người thấy có hình mũi tính không? Đó, là mọi người vặn nhẹ qua như thế này. Rồi mọi người nhìn này, hai khẩn này là hai viên bi, hai khẩn dài này là đi đi với hai khẩn này, được chưa? Đó, để vào. Đó, cái này là khóa tuyệt đối nha mọi người. Khóa tuyệt đối. Rồi. Pana đời này thì nó làm khóa mũi khoan cửa đó. Thử tiếng bố của nó nhá. Đó. Bố rất là êm nha mọi người. Bố rất là êm nha. Đời này thì thôi. Bố hơi này siêu êm mà mày nữa. Đời bộ hơi này thì siêu êm siêu mạnh. Con này thân máy. Thân máy con này mình thân máy về vỏ pin chứ. Thân máy vỏ pin mới mạnh 900 nha mọi người. Số này số mấy rồi? Số 7. Thân máy vỏ pin 900. Đó. Mình test thực tế kia tiếng búa cho mọi người nghe rồi nhá. Tiếng búa rất là đã. Rồi tiếp qua cái gì, qua Hitachi đi. Hitachi có 1 2 3 4 4 con Hitachi. Đầu tiên là con này đi, khoan bê tông Hikoki 14V. Con này có thể cầm nó, máy rất là mới và đẹp nha mọi người. Đó, tua chậm 750, tua nhanh là 1.500. Mình rửa tôi nhảy rồi. Mọi người nghe đều tóc này, đều tóc nó chỉ có hai khẩn thôi, chậm này, nhảy này, chế độ chậm này. Đó, chế độ chậm của nó rất là chậm, rất là đâm nha mọi người. Chế độ nhảy này, khoan đen này, bảo pin này, được chưa? Chế độ khoan này, chế độ búa này. Đây, sẵn đây có cái mũi khoan thì mình cũng test thử dùng búa cho mọi người nghe luôn. Đó, tiếng búa cũng như tiếng búa hơi rất là đâm nha mọi người, được chưa? Rồi, con này thân máy 1 triệu nha mọi người, thân máy 1 triệu, số 8. Thân máy 1 triệu. Rồi một con Hitachi nữa đâu. Đây, Hitachi 12V, khoan, Hitachi 12V. Con này đâu kẹp 10. Dòng này thì rất là nhiều người ghiền. Mọi người xem qua hình dung mình này này. Được chưa? Cái tem này nó bị xước thôi, nhưng mà ngoại máy này thì ngoài hình nó rất là đẹp à. Chưa kể cái đầu này này, mọi người xem cái đầu này như mới nhá. Đó. Đó, đầu rất là mượt, vỏ pin này. Vỏ pin 3 ampe này. Rồi, để thử nó nhé. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều. Nhanh chậm. Đầu ok nhá. Rồi, con này thân máy vỏ pin 400, Hitachi 12V.
số 9. Thân máy vỏ pin 400. Rồi. 10. 10 con này. Con này là bản vịt Hitachi 18V DDR2. DDR2 này thì ngang với 171 của Hitachi của Makita nha mọi người. WH18 DDR2 Hitachi. Đầu không hề rơ, được chưa? Bản vịt không chổi than nha. Vỏ pin này, vỏ pin của nó này. Đây là vỏ pin của nó. Còn đây là cục pin tẻ của mình. Đó, mọi người nghe tiếng đà chưa? Đó. Đây là số 1. Điều tóc thẳng nè. Số 1 này. Số 2 này. Số 3 này. Số 3 là cái đèn số 3 này hình như bị mất rồi sao á. Nhưng mà chức năng số 3 vẫn còn nha mọi người. Đó. Số 4 này. Số 4 là cái đèn CDA này. Đó, được chưa? Này, bật đèn, tắt đèn, bảo pin. Đó, cái bảo pin switch này là cái gì mình không có hiểu lắm. Đó, mọi người nghe tiếng máy này, êm như này. Đã chưa? Ok chưa? Rồi, con này thân máy, vỏ pin. Thường thường thì những con đẹp như thế này thì mình bán 2 triệu 1, 2 triệu 2. Nhưng con này là chế độ của nó là cái đen số 3, nó bị mất cái đen số 3 nhưng chức năng số 3 thì vẫn còn. Thì mình bán là 2 triệu. Không, con này mình bán giá khuyến mãi đi, 1 triệu 8. 1 triệu 8 nha mọi người. Số 10. 1 triệu 8 thân máy vỏ pin. Đó, máy đẹp. Vỏ pin đẹp luôn. Rồi, con Hitachi tiếp theo là con Catiren Hitachi này. Catiren Hitachi 9V6 là dùng 12V bình thường nha mọi người. 9V6 thì về mọi người đóng Niken dùng Niken 12V bình thường. Con này rất là đẹp. Với lại có một số người hỏi mình là máy Catiren có sử dụng cắt sắt được không? Thì mình nói là có, chứ không phải là không nha. Nhưng mà nó sẽ bị hư cái ren này. Và mọi người hỏi là cắt sắt thì cắt sắt bao nhiêu? 6-8-10 gì đều được, tối đa là 10. 6-8-10 gì đều được. Nhưng mà mọi người xác định cắt sắt thì nó sẽ hư cái tia rén này, hư cái lưỡi à, hư cái đường rén ở cái lưỡi này mọi người này. Cho con cắt tia rén thì vẫn cắt sắt vẫn cắt được nhá. Còn cái này là tia tia của con này là tia 10. 3/8 là tia 10 nha mọi người. Đây. Đó. Đó, chế độ cắt chậm, chế độ cắt nhanh nè. Đó. Rồi. Con này thì lưỡi của nó là lưỡi rèn hai mặt. Cắt mặt này mòn thì trở cái mặt này lên đây, cắt lại bình thường. Được chưa? Cắt tiểu bình thường. Gửi thì con khá là đẹp. Con này thân máy vỏ pin mình bán 500. Số 11. Đó, mọi người hỏi mình có cắt sắt được không thì mình trả lời là có, nhưng mà nó sẽ bị hư kia rén của kia lưỡi. Chứ 6-8-10 gì mọi người cắt bình thường. Số 11. 500 nha mọi người. Thân máy vỏ pin 500. Đối với một con này cắt được sắt thì 500 quá rẻ rồi. Rồi tiếp à, bây giờ con một con này, một con này, một con này rồi hết chưa ta? 11 rồi, 12, 13, 14, đúng rồi. Đây, khoan Ryobi 12V đầu kẹp 10 ly, máy thì rất là đẹp. Đó, cái xu ở chỗ này nó bị bong một xíu nhưng sao được chưa. Thân máy vỏ pin nha mọi người. Dương dưới, âm trên.
Con này có đèn ở đây này, được chưa? Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok, nhanh chậm 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 chế độ nhanh chậm. Đầu thì rất là nhẹ. Đó, đầu rất là nhẹ nhá. Đó, được chưa? Có đèn luôn. Con này thân máy vỏ pin 400 nha mọi người. Thân máy vỏ pin 412. Rồi, thân máy vỏ pin 400. 13. 13 là con này. Bản vít Hilti 14.4V. Con này là không chổi than nha mọi người. Không chổi than. Ngoài hình thì như thế này. Đó. Con này mã của nó SID14 gạch ngang A. Được chưa? Đầu thì không rơ ra. Đầu không rơ. Bốn đèn sáng. Đó, rất là êm. Điều tốc thẳng ok. Đảo chiều ok. Đây, 3 cấp chỉ lượt. Được chưa? Con này, thân máy 850. Con pin thì pin dính 3.3A thì mình còn một cục đây, thì 500. Mời mình cứ ghi giá thân máy ở đây. 13, 850. Rồi 14. 14 là con này. Thổi bụi Makita 14.4V. Con này thì con đẹp. Đó, máy con đẹp nha mọi người. 3 cấp số 9 này. Đây. Makita 14.4V, được chưa? Đây, con này chỉ bị nó bị gãy ở đây này. Thì mình đã dán keo rồi, mình dùng cái keo 3M á, rất là chắc. Dán keo đây. Và gãy đây thì mình cũng ở đây thì mình cũng dán keo rồi, keo ba em rất là chắc nha mọi người. Đó, tá hồ mở ra, được chưa? Đó, điều tốc ok đấy, số 3 này. Rồi chặn, đó chặn ở đây số 1 này. Số 1 vẫn có điều tốc nha mọi người. Đó, số 2 này. Số 3 này. Rồi. Máy đẹp, mạnh, êm. Được chưa? Thân máy 400, Makita 14.4V. Số 14, thân máy 400. Rồi, tới đây kết thúc video ngày hôm nay của mình rồi. Cảm ơn mọi người theo dõi video của mình.